Chiều ngày 7 tháng 7, tại hội trưởng Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Kiên, tổ đại biểu số 6 hội đồng nhân dân huyện gồm các ông, bà. Ông Nguyễn Giang Bác, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Đặng Văn Linh, huyện ủy viên, Bí thư huyện đoàn, ông Trương Quang Quân, Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Ngũ Kiên, bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Bí thư tri bộ, Hiệu trưởng trường Nguyễn Viết Xuân đã có buổi tiếp xúc với cử tri. Bốn xã, Ngũ Kiên, Vĩnh Ninh, Vĩnh Thịnh và Phú Đa cùng dự buổi tiếp xúc có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện lãnh đạo và cử tri của bốn xã. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu số 6 đã thông báo tới cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 9 hội đồng nhân dân huyện, báo cáo kết quả. Giải quyết các kiến nghị của cử tri từ các kỳ tiếp xúc trước, sau khi nghe các báo cáo của đại biểu hội đồng nhân dân huyện, cử tri các xã đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống, xã hội của nhân dân trong xã như đẩy nhanh tiến độ đường khu tái định cư thôn trại trì, giải quyết tình trạng làm ách tắc dòng chảy, tiêu thoát mương nội đồng, bảo vệ, giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường. Thay mặt tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện, ông Nguyễn Giang Bắc, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã trực tiếp trả lời và làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời yêu cầu các cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Các ý kiến còn lại đồng chí phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện huyện tiếp thu, giao các cơ quan chức năng các cấp xem xét, giải quyết theo quy định trong thời gian tới.